Thấy là game này chắc chắn các bạn cần đòi hỏi 200 IQ bạn có thể giải được nha bạn. Thoát ra khỏi cái tù này. Rồi cho mẹ hình bạn có thể thấy là 6 cái vật dụng bạn có thể dùng để thoát ra khỏi tù nha các bạn. Thôi mình chọn đại đi, chắc chìa khóa nó dễ nè. Nhưng mà ai cho đâu chìa khóa mình biết điều đó bạn. Rồi ba, gãy mẹ luôn. Xem xí đú. Cho chìa khóa mày. Khóa là không rồi nè, con diều nè. Gửi tin nhắn cho ông cảnh sát ngoài hay sao mình không biết. Kéo ra. What the hell? Các bạn. Rồi giờ thử cái này coi. Gì vô hả? Không, thôi miên ông cảnh sát bạn. Mù vô. Mù mé. Rồi mù rồi. Sao nữa? Ái đù. Ngon. Được, ấn bừa nó cũng được đó bạn. Ê, mé cũng súng nữa bạn. Gì đây? Ê. Anh hiểu. Gì hiểu vậy? Vãi cứt. Cái này đi bạn. Thử coi. Thèm không con? À, con chuột. Vãi cứt. Rồi mập. Rồi ra chơi chứ. Cắn bạc rồi xong. What? Đủ. Ngon nhỉ. Đệ tử mình bạn. Ra lụm súng không? Xanh hay trắng, xanh hay trắng, mình thuận tay phải, chọn phải bạn. Mình vô phòng vệ sinh vãi. Có ông nội nào không? Gì đây? Cái đuôi. Đúng hả? Té nè. Đoán. Đúng luôn. Hui. Vô đi. Này rồi, bánh cái này là gì? Hamburger. Ăn. 2 phút sau. Lăn đùng. Cũng thua. Con này chắc cái này được nữa các bạn, đặt đưa nổi đùng cái mấy ông cảnh sát trong kia ỉa cái nổ cứt văng lên lum. Mình cũng biết nữa nha, tại mình chưa chơi nên nha các bạn, test game luôn á. Rồi sao? Đù có cái hố ngon rồi. Đang xì lì xong nó có cái hố. Nhảy xuống hầm cứt nữa các bạn. Này đi tay trái đi. Đừng nói có con chị nha ba. Ui, nữa hả? Trái tiếp. Ui con mẹ mấy. Vô cái này. Vậy cái này là đúng rồi các bạn ơi, cái này là đúng rồi các bạn. Không đi trái nữa, đi phải. Thì phải là đúng nè. Đi gì vậy? Bẹp phát. Các bạn thử lại này coi bạn. Ấn cái dưới. Lọt ra. Cứu tao mẹ ơi. Ê ha, con diều, con đờ mà. Ghi chữ gì vậy? Ghi chữ chó nha gì vậy? Phải kẹt. Cây cứu thế nha. Hai game khá là khó luôn các bạn ơi. Lại cách cũ nữa nè. Hay là mình chọn vô khác ta, hay nó phải có một cái gì chứ. Hồi nãy mình đi cổng phải đúng không? Mình sẽ đi cổng này các bạn ơi. Ok. Mong là nó thoát ra được. Và đờ mờ ra cái rác bạn. Chui vô núp hả? Mày núp nó mày chết luôn, mày hửi chết luôn á. Cái gì vậy? Một tiếng sau các bạn. Đục. Rồi ra rồi phải.
What the hell, man? Có gì khác không? Có gì khác mà mình chưa đi ta? Mở cửa cho tao lại luôn. Đồ mồ mời. Ấn lẹ nè, ấn lẹ nè bạn, ấn lẹ nè, ấn lẹ, ấn lẹ, ấn lẹ, ấn lẹ, ấn lẹ. Thôi miên, đúng rồi, Yes. Đưa súng cho tao. Má nó tự thôi miên nó luôn. Vui vẻ cứt. Xanh hay đỏ, xanh hay đỏ, xanh đỏ, trong phim là đỏ đúng không? Quất màu đỏ cho tao. Cũng vô, đúng rồi. Denied. À, trong phim thì không phải đâu bạn, trong phim thì nó uống màu xanh đó, không phải màu đỏ đâu bạn. Ý mình là màu xanh đó, nó màu đỏ, uống vô là sợ mình lờ đó. Màu cánh nó bay hả? Đoán nha. Đúng rồi, bay ra rồi, bay ra khỏi bridge, bay ra khỏi nhà tù rồi. Ui vãi cứt, thế là mình thoát rồi bạn ơi. Tính ra game này cũng không cần EQ 200 đó bạn, chỉ cần bạn nhanh tay thôi bạn ơi. Nhanh.